Xin chào mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Nhiều bạn chơi gan gan là có một mục đích duy nhất thôi, không phải là bắn nhau hay là đi đấu trường hay đi Ái Viễn Trinh, mà tất cả mục đích đấu trường Ái Viễn Trinh đều cho một mục đích chính là tăng lực chiến. Mà mốc lực chiến các bạn muốn đạt được đầu tiên trong game, mình nghĩ chắc là cũng phải 100k lực chiến như mình bây giờ. 100k lực chiến thì thường là các bạn chỉ cần đạt đến khoảng vào khoảng tầm 30 năm bắt đầu mở mốc trang bị có ngọc này, có nuôi ngọc bổ trợ, nuôi ngọc công, nuôi ngọc chiến lược gì đấy, nuôi ngọc quần thể đấy. Khi các bạn đạt full đạt cấp 3 năm nó là đã mở được full chức năng hiện tại, thì lúc đấy các bạn từ cấp 3 năm trở đi là hoàn toàn có thể đạt được 100.000 lực chiến. Bây giờ thì mình hướng dẫn các bạn những bước để lên được 100.000 lực chiến nhá. Khi các bạn đã đạt level 3 năm rồi, cái quan trọng nhất là các bạn phải nâng được cái này. Đây, trang bị này, cái trang bị này cực kỳ quan trọng luôn. Ví dụ như kiểu cái trang bị này nhá. Đây. Gậy kim cương này là cái hôm Ami tặng quà là được. Các bạn nâng một sao, hình như là mình nhớ không nhầm là không đủ, nâng một sao cái này là được hơn 1.000 lực chiến, còn cái này chắc phải được 1.500. Toàn bộ cái bộ này của mình ấy nó phải tăng khoảng tầm 20-30.000 lực chiến. Biết có gỡ ra được không nhỉ? Mình sẽ thử thay cái khác của cho các bạn xem nhé. Trang bị này, new đây, xong sang lại này xem được tăng bao nhiêu nhá. Ai quên, new đây giờ là 103, đọc cái này tăng hơn 3.000 lực chiến. Đây nha, mình đeo kia vào là 1.003, đeo cái trang bị hiện tại mình đang đeo đây, đeo lại new đấy lên 106, tăng 3.000 lực chiến. Toàn bộ chỗ này của mình nó phải tăng đến 30.000 lực chiến là đã chiếm đến 1/3 chỗ lực chiến hiện tại của mình rồi. Tiếp theo đó là nuôi ngọc và phần trang bị này, trang bị phụ kiện này nó tăng cực kỳ nhiều nữa. Mình đổi một cái đây, đổi cái này, đổi vào là bao nhiêu đây? Cái này sao quên, chưa new đấy, new rồi, đổi lại cái này không tăng đáng kể đúng không nhỉ. Đổi cái này đi, đổi cho các bạn nhìn thấy rõ là nó khác nhiều như nào. Đây xem mấy cái phụ kiện này có đủ bộ nó mình xin lỗi cái này phải là có cái phụ kiện này phải có đủ bộ thì nó mới tăng nhiều lực chiến nhỉ. Mình xin lỗi cái đoạn này hơi bị nhầm một tí. Cái phụ kiện này các bạn phải chọn đủ bộ thì nó sẽ tăng nhiều lực chiến. Ví dụ như là cái máy đo laser này, các bạn đủ bộ cuồng chiến này gồm có máy đo laser, dao găm, đạn phát sáng và băng đạn lớn thì nó sẽ cộng cho 600 công và 2.000 HP. Tương tự như thế thì các đồ từ xanh trở lên, từ mốc xanh này, xanh dương trở lên này, khi các bạn trang bị đủ đấy thì nó sẽ tăng cho các bạn được chiến cực kỳ nhiều luôn nha, chứ không phải là cái mốc trang bị xanh dương, tím, cam, đỏ đấy nó cũng tăng nhiều, nhưng mà tăng nhiều nhất là khi các bạn gộp đủ 6 bộ, không phải 6 bộ mà đủ bộ. Cái tiếp theo đó là chúc phúc thì mình khuyên các bạn là nếu các bạn cài chay thì nên cài cho full bộ 7 trước, chứ đừng cài áp hết vào vũ khí cho nó lên 8, bởi vì khó lắm. Bạn nào hên thì nó lên nhanh, bạn nào mà xui ấy cứ full trưởng mới lên thì tốn nhiều lắm, cài chay không đủ đâu. Nên là các bạn nếu mà cài chay thì nên, mình khuyên các bạn nên để full bộ 7 trước rồi hãng tính tiếp lên 8. Tiếp theo là về phần rèn trang bị. Cái rèn trang bị này cực kỳ quan trọng này. Đây, ví dụ nhá, nếu như bạn nào mà chưa muốn lấy bộ ấn mặt trời, ấn mặt trăng, ngôi sao, kim cương với ngọc các kiểu đấy, thì các bạn nên để
4 thuộc tính ẩn là nhạy bén thì lúc đấy nó sẽ cộng cho các bạn điểm nhạy bén tùy theo các thuộc tính. Ở đây ví dụ là mình chưa hề full nhạy bén nên là nó cộng cho 52. Mình ngồi một cái nữa hay sao? À không phải, mình bỏ ra mất rồi. Là mình khuyên các bạn nếu mà không muốn lấy kia thì nên để nhạy bén là tăng cực kỳ nhiều lực chiến, hoặc không là các bạn lấy bộ ẩn, ví dụ như Actop này nhá. Đây nó lấy bộ ẩn mặt trời này. Bộ ẩn mặt trời. Đó, bộ ẩn mặt trời kháng bạo. Khi qua 2 này sẽ kích hoạt mặt trời tăng công cộng 200 và sát thương cộng 10. Cái việc là ra 2 ẩn mặt trời đã có rồi mà tụi 2 không phải 2 ẩn mặt trời mà là 2 ẩn cùng cùng một gọi thế nào nhỉ? Cùng một bên như kiểu mặt trời, mặt trăng đấy đã khó rồi, còn nó ra cùng mặt trời mà cùng hai cùng một dòng kháng bạo như này càng khó hơn. Cái này ác tốt rồi. Sau khi các bạn ra hai ở mặt trời nó sẽ có cái đá này này. Các bạn mua cái đá này. Rồi. Bạn nào chơi bên gan a à nhầm, mình xin lỗi, bạn nào chơi bên ai gà thì khả năng là biết cái ngọc này, bên gan bên ai gà thì cái ngọc này là ngọc vòng đây. Đấy chính là cái đá nguyên tố ưu việt, này vật phẩm để tẩy ra nguyên tố thuộc tính x2. Đây Actop này có luôn ở đây thuộc tính x2 này, các bạn nhìn này, đó là cái thuộc tính x2 này, vừa trăng vừa mặt trời vừa sao mà vừa có ngọc đây này, đó chính là thuộc tính x2 đấy. Tẩy ra cái này thì khó lắm nên là phải thay thì hơi khó. Phần tiếp theo mình hướng dẫn với các bạn luôn là ghép phù. Phù thì cực kỳ quan trọng luôn, phù hàng ngày các bạn đều có thể kiếm được ở đây. Thánh địa phù này, đó các bạn quét thì nó sẽ nhận. Đây mình làm lại các bạn xem, mỗi ngày các bạn sẽ có 2 lần quét miễn phí, và nếu muốn quét tiếp thì phải mua. Nó sẽ có 3 mốc cho bạn. Mốc thứ nhất là xác suất được phù xanh dương phát, mốc thứ hai là xác suất phù tím, còn mốc thứ ba hình như là chắc chắn được phù tím hay sao ấy, mình thì chưa thử mốc thứ ba. Cái tiếp theo là các bạn phải vào gui, mình thì quên hôm trước thoát gui ra để vào gui khác mà xin biết vào ở trong gui nó có điểm kỹ năng. Đây là cái điểm này này, khi các bạn cống hiến nó sẽ cho các bạn điểm này đó. Tuy nó tăng không nhiều nhưng mà nó cực kỳ có ích nhá. Tích tiểu thành đại mà lực chiến thì tăng ít nhỏ mấy chỉ số này, tăng rất nhiều, nhìn này. Đó, nhanh nhẹn tăng 24 công 45 thủ 36 HP 165. Tăng bạo 22 và tăng kháng bạo 22. Tuy nó không tăng được nhiều nhưng mà tích tiểu thành đại mà. Phần tiếp theo các bạn phải để ý đó là pet. Pet nhiều bạn hỏi mình là kiếm pet S ở đâu. Nếu các bạn hỏi sớm thì mình còn làm video được, chứ cái sự kiện kia nó hết rồi là mình không biết trả lời thế nào bây giờ. Nếu mà các bạn không có pet S thì mình khuyên các bạn nên dùng pet A vua linh hồn đây, hoặc là pet A cũng có hắc long này. Hai con này nó có kỹ năng pet kèm theo, mặc định nó là cái kỹ năng niên xạ này, này. Còn nếu mà các bạn dùng cái pet A mà giống kiểu nó có kỹ năng trị liệu này thì cũng được thôi. Tùy các bạn, mình thì mình thích con pet có kỹ năng niên xạ hơn, nhưng mà không có pet S niên xạ nên mình phải dùng trị liệu này. Con thần Cupi này thì hình như là giờ là không nhận được nữa rồi, bởi vì chỉ khi nào các bạn tham gia sự kiện thì mới có. Sự kiện thì cái này phải tùy thuộc của Ami. Các bạn nâng con pet này lên. Đây thì cái điểm này này. Điểm này các bạn như mình đã nói video trước là đây là ví dụ nó chia thành các mốc là ABC. Mốc đầu tiên các bạn là mốc C, các bạn nâng full tất cả các cái đây lên 5, nâng thêm lần nữa nó sẽ từ mốc C lên mốc B. Các bạn full ở đây 5 tiếp nó sẽ nâng từ mốc B lên mốc A và lại nâng tiếp, mình cũng chưa nâng hết nên không biết. Còn cài lại này là cài tư chất của bét. Mình thì giờ thì không dám cài lại, với 78/80 là khá cao rồi. Là cài lại nó sụt thì chết. Đây là cho ăn. Bét 1 sao bét 0 sao nên được level 20, bét 1 sao nên level 46, sao là nên level 3 2 sao bét 1 sao là nên level 20. Bét 0 có sao nên level 20, bét 1 sao nên được 40 hay sao đấy. Đúng rồi. Bét
2 sao lên được 60 và best 3 sao là lên được level 80. Tương tự như thế các bạn nâng full sao, sau khi nâng full sao sẽ nâng bậc được. Các bạn có 2 con best và đủ các nguyên liệu ở đây thì sẽ nâng bậc được. Nhưng mà đối với 100.000 lực chiến thì các bạn nhìn con pet của mình như thế này ok rồi. Chưa cần phải mắc quá làm gì. Mắc quá là hướng dẫn cho những lực chiến sau. Còn về kết hôn. Kết hôn thì đây. Sau khi các bạn cầu hôn xong rồi đặt lễ kết hôn sang ngày hôm sau thì sẽ có, nó có 3 mốc kết hôn thôi. Còn nếu mà muốn chia tay thì các bạn dùng 500 kim cương là được. Ấn chơi rồi không có kim cương. Đấy, nó đơn giản như thế. Hôm sau thì mình sẽ làm một video hướng dẫn các bạn kết hôn free luôn nha. Không nào cũng kết hôn được. Thậm chí là kết hôn với mốc cao nhất là 2799. Nhẫn level 3 thì mình kết hôn với mốc 1799 nên chỉ có nhẫn level 2 thôi. Cái nhẫn này hoàn toàn có thể tăng cấp được. Đây, cái nhẫn này hoàn toàn có thể tăng cấp tại nó có điểm này, vợ chồng cùng đi có bản cùng chiến đấu thì nó sẽ tăng. Cái tiếp theo đó là huấn luyện. Cái huấn luyện này tăng cực kỳ nhiều, mình chiến được một ngày nó chỉ cho các bạn huấn luyện 20 lần huấn luyện 30 lần huấn luyện 2 và 15 lần huấn luyện 3. Còn cái huấn luyện 1 này thì tùy thích bao nhiêu cũng được. Khi các bạn có bia huấn luyện 1, 2, 3 thì các bạn huấn luyện được bằng bia, còn không hết thì sẽ phải dùng cái này, dùng kim cương. Và phần sức mạnh, thể lực, sức bền thì nó sẽ tăng cho bạn tăng bao nhiêu được, đây là ký hiệu vô cùng. Còn về từ xuyên thấu minh xảo nhạy bén dẻo dai và may mắn thì nó chỉ có mốc cố định ở đây thôi, các bạn chỉ nên được mắc lên cái này thôi. Còn ba dòng trên này các bạn lâng được đến bao giờ cũng có bao nhiêu lâng cần đấy. Đấy, khi các bạn muốn tăng được chiến thì cần làm những cái đấy. Về phần trang bị này thì các bạn phải cường hóa nha. Cường hóa càng cao càng tốt, có thì cường hóa hết lên. Ví dụ đây mình đã có 3 cái 60 rồi, còn lại là 56. Cường hóa, sau đó là nâng bậc. Các bạn nâng từ trắng xong rồi lên xanh này. Mức xanh thì sẽ có xanh cộng 1, xanh cộng 2. Xong rồi đến mức xanh dương thì sẽ có xanh dương cộng 1, cộng 2, cộng 3. Xong rồi lên tím, tím thì sẽ có 4. Xong rồi lên cam sẽ có 5, đỏ sẽ có 6. Túm lại là cái mức đấy thì đấy là của các lực chiến về sau. Còn 100k thì các bạn cứ nhìn như mình thế này là ok. Đó, xem còn cái gì nữa không. Thế rồi, tăng 100k lực chiến thì các bạn cứ làm theo mình như thế là đủ. 100% là các bạn sẽ tăng 100k lực chiến. Còn nếu mà các bạn vẫn chưa tăng 100k lực chiến thì nhớ ấn like, ấn sub để mình ra video tiếp theo hướng dẫn các bạn cưới free luôn, để các bạn có thêm kim cương để cày sự kiện khác để tăng nhiều lực chiến. Ok, nhớ đăng ký kênh của mình nha.